xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, của bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em nhận được cái hàng này của một bác khách ở ngoài Hải Dương. Đấy, bác có rất nhiều hàng cần thanh lý bán hộ để cho nó rộng kho ra. Chứ em thấy nhiều bác dùng lãng phí quá. Thì hôm nay em chia sẻ lại các bác như này. Hiện tại em đang nhận thanh lý bán hộ bác khách ngoài Hải Dương với một số sản phẩm như là hai chiếc cốt, một chiếc là 223 đời đầu và một chiếc 223XN. Đấy, chiếc kia là đời đầu này, đấy, đời trơn, và là, chiếc này là XN. Em sẽ tháo ra cho các bác xem nhé. Đấy, đời đầu thì là sử dụng nguồn biến áp, và đời sau là nguồn autovol, đều của Trung Quốc thôi chứ không phải là cao cấp lắm đâu. Nhưng con này thì xịn hơn này. Một con này thì rất là xịn này, vải xịn này. Con này thì hàng Vake. Và một chiếc DBX 2231. Đấy, con này thì rất là khủng. Đấy, bác khách dùng rất là cẩn thận để giữ. À, ở đây nó có con ốc này. Đấy, thì anh tháo. Và trên đây nữa là một chiếc Mr. Sungrab EFX12. Đấy. Bác dùng rất là cẩn thận nên là có dán luôn cả băng dính các cái vào đây. Tức là đạt ngưỡng này, gạt đến đây là quá rồi. Nhưng thường thường là còn gạt được nữa cơ. Nhưng gạt đến đấy là chỉ thế thôi. Đấy. Dùng rất là kỹ nhá, bảo quản rất là tốt, cực kỳ kỹ tính. Bây giờ vẫn còn rất là bền và rất là đẹp. Đấy, bây giờ anh em sẽ tháo ra. Chiếc này thì không phải tháo được các bác ạ. Chiếc mixer này thì em đọc giá luôn nhá. Bán hộ bác khách là vào 1.500.000 đồng bán hộ nhá, không được nghìn nào đâu. Cái này bán hộ thôi. Nhưng mà bán xong là chú ơi cho cháu xin tí để gọi là tiền công đóng bìa. Đấy. Đấy. Được chưa? Thì đây bây giờ anh em chúng em đang tháo mấy chiếc này ra. Cái này thì em sẽ tháo ra, mở ra cho các bác cùng xem nhé. Đóng gói rất là kỹ luôn. Cái này còn băng dính nữa, đằng sau còn ốc nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo ra cho các bác xem nhé. Bây giờ thì sẽ chờ thợ tháo ra thì em sẽ quay cho các bác xem này. Chiếc này thì cam kết các bác là xịn này, 223 đời đầu. Đấy, linh kiện nhập khẩu châu Âu có khác châu Âu, châu Mỹ. Có ghi vết gì đen đen đây này. Linh kiện các bác xem nhé. Linh kiện cao cấp. 223 main bo. Đấy. Sereno đầy đủ. Compressor insay gì đây. Đây nó còn chỗ này nó có DBX này. Professional Production. Đây cái này còn hai con ốc nữa em ơi. Hai ốc đằng sau nữa này. Đó. Còn chiếc này thì không nói nhá. Chiếc này thì là hàng pha xe rồi. Pha xe fake. Đấy. Chiếc này thì không đâm gì. Đó. Sau đó bây giờ là lấy dao để rạch cái băng dính này ra mới tháo được kìa. Đó, lại thế nữa cơ. Bác khách bác dùng cẩn thận quá nên là giờ tháo ra nghe vẻ hơi khổ. Đấy, các bác chờ chút nhé. Băng dính rạch dưới này ra là xem. Đó. Đây là tem bảo hành này. Đây là tất cả những đai nguyên kiện, nguyên cái tem bảo hành. Bây giờ em vừa mới tháo ra, quên không quay cho các bác xem cái tem bảo hành rồi. Nhưng nói chung là hàng cao cấp và hàng xịn nên là các bác cứ yên tâm. Có cái nào hàng pha ke thì các bác sẽ nhìn và biết ngay. Đấy. Lật lên và rạch ra thôi. Đó. Đây các bác xem này. Quấn băng dính này. Kín ở dưới đáy này nên là sợ kiểu là xước nên là quấn băng dính rất là kỹ. Đó. Bây giờ là bóc ra đấy. Đấy, bên này nữa. Ok. Đấy, trên đây nữa. Úi. Úi. Úi, đấy. Nhấc ra nó hơi khó tí. Ở đây còn con ốc nữa. Cái này còn con ốc chưa tháo. Các bác hãy sức thông cảm nhé. Đây em sẽ quay cho các bác xem cái chiếc mixer này. Chiếc mixer này thì em sẽ bê ra đây để quay cho các bác xem. Bác khách dùng phải nói là cực kỳ giữ đồ. Đấy. Bao nhiêu năm rồi mà cái này mua từ ngày xưa ấy. Nói về tình trạng của độ đẹp thì em nói thẳng với các bác luôn là không chê được cái gì.
tình trạng còn gần như là mới đấy, và bây giờ nó rất là đẹp. Tuy nhiên đây là hàng Trung Quốc thôi, mới nó vào tầm 3-4 triệu, bây giờ thanh lý cho các bác tầm 1.500.000 đồng thanh lý bán hộ nhá. Tức là tiền này bán hộ chú khách ấy là 1.500.000, sau đó bán xong rồi không bao ship nhá, 1.500.000 không bao ship, bán xong rồi là sẽ gửi lại chú 1.400.000, còn lại xin 100.000 gọi là lấy tiền công đóng bìa băng dính chi phí đủ ăn đủ sống thôi, chứ không có xin nhiều đâu. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại chiếc Noxy Dibic. Con này thì rất chất lượng luôn. Con này thì em không biết là phải nói là con này là máy loại gì nhá. Không biết phải nói như nào. Để bây giờ em sẽ mời các bác cùng xem linh kiện bên trong máy. Nếu như các hàng phổ thông trên thị trường ấy là sẽ sử dụng cái dây cáp nó giống cái dây trắng trắng kia kìa. Đấy. Nhưng con này thì lại sử dụng cái cáp này, nó giống cái kiểu là những cái máy linh kiện ngày xưa của châu Âu ấy, nó sẽ dùng cái cáp xịn này. Và keo đây nữa, keo này nó cũng có vẻ nó rất là xịn. Đấy, và linh kiện bên trong đây tất tần tật các bác đang xem đây. Nhiều cái là họ cắm còn thiếu, nhưng mà đó là cái bản nâng cấp. Và đây là mạch sử dụng hai vỉ, hai bo nguồn. Đấy, hai vỉ này, hai bo này. Đấy. Một biến áp này là của mạch trên, một biến áp này mạch dưới, ví dụ thế. Đây các bác xem này, công tắc dây nguồn này. Đúng là kiểu hàng xịn nó khác. Em nhìn cái tem này em đã thấy nghi và con này hình như là xịn thì phải. Đấy, nhưng mà không thấy ghi rõ là như nào cả. Đấy, xịn đây nhưng chắc cũng xịn đầy đầu thôi chứ. Con này mà của Dibic xịn thì chắc có khi đắt lắm. Đấy. Thì bây giờ em sẽ báo giá cho các bác nhé. Chiếc Noxy này thanh đi bán hộ chú khách ở ngoài Hải Dương ấy, thì các bác về chỉ có việc bóc cái băng dính này ra này. Đấy. Đây là chú dán vào đây là để gọi là gạt không quá lên được nữa. Đấy. Gạt nó chỉ đến ngưỡng này thôi, thế thôi. Sợ gạt quá nó ảnh hưởng cháy loa gì ấy. Làm cẩn thận thế cơ chứ này. Cục này thì thanh đi bán hộ chú ấy là 1.200.000. Hàng đã qua sử dụng với tình trạng còn tương đối nữa đẹp. Chiếc Dibic này. Đấy, Mazda in USA luôn này. Con này thì máy xịn. Con này thì là bán hộ chú ý là cũng 1.200.000 nhá. Còn con này thì 800 thôi. Đó. Noxy và cốt giá rẻ như nhau. Có mỗi con kia này đắt hơn tí. Nói chung đây là mức giá thanh lý bán hộ mong muốn bán được giá cao nhất. Giá trên ví dụ bán hộ mà bán được ấy, thì em sẽ xin mỗi món 100.000 tiền công. Đấy gọi là để chi phí là anh em còn duy trì sự sống xuất hiện trên cái mồm. Và thứ hai nữa là lấy cái tiền gọi là đóng bìa. Đấy. Con này thì nó cũng Mazda in USA đây nhưng mà không phải USA. Con này thì USA nhưng mà USA xịn. Đấy, linh kiện của nó chở nó hơi cháy đen này, không sao. Máy xịn. Của châu Âu, châu Mỹ là nó sẽ có những con linh kiện tụ màu cam này. Tụ màu cam này. Còn nếu một kiểu như máy của Trung Quốc thì toàn tụ đen kia. Con này thì em cũng gọi là tương đối thôi nhá, chứ không phải là máy xịn hẳn. Con này tương đối thôi, bởi vì linh kiện chân cắm này các bác nhìn này. Máy này, mạch này gọi là máy, con này là máy đời đầu, chứ không phải là máy xịn của Mỹ. Mỹ thì nó không có cái kiểu này đâu. Với thứ hai nữa là Mỹ là người ta sẽ sản xuất theo kiểu là điện 120 và nếu mà điện quốc tế thì nó sẽ 230. Có đời thì lại có công tắc gạt nhưng có đời thì không. Bởi vì nó phân phối vào những gọi là vùng miền chi nhánh, ví dụ xuất sang Trung Quốc xong lại bán thì loại khác. Đấy. Đây các bác xem này, linh kiện máy móc này. 4558 nhiều con cắm chân nó còn hơi cong vênh hơn này. Riêng về phần điện trở mà linh kiện cắm là có vẻ nó bắt lỗi được ngay. Đấy nhá. Đây là bán hộ cho chú ấy. Chú nhiều đồ lắm. Bây giờ chú đang bảo là mấy hôm nữa mà sang mày quay bán hộ chú rất nhiều. Nhiều. Không biết nhiều nào. Nhưng con này nói đúng các bác là giá nó vẫn rẻ hơn cái hàng mới. Hàng mới bây giờ nếu như các bác mua chiếc này, nếu mà hàng tương đối xịn, xịn như con này chắc phải tầm 2.400.000 đến 2.500.000 một con như này. Đấy là giá mà các bác mua đúng giá trị mà đúng cái hàng xịn, xịn của Trung Quốc nhá. Tức là làm linh kiện nó giống như con này. Đấy.
Còn trong đây thì em ưng nhất là con này, nhưng mà bán giá thì cũng rất là tốt thôi, có 1,2 triệu thôi. Cơ bản là linh kiện của nó bị cháy đen này, nên là không bán được giá cao. Mấy chức năng sử dụng của nó cũng tương đối thôi. Con này là cốt cơ, chứ không phải là cốt số. Cốt số thì nó sẽ hay hơn. Con này các bác có thể chia luồng 2 way hoặc 3 way. Đây là thanh lý bán hộ nhé. Các bác có thắc mắc ý kiến thì cứ ý kiến với em. Còn riêng về cái chiếc mixer này thì em sẽ không tháo. Cái này cứ thế mà dùng thôi, không có tháo. Đấy. Ok các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Con này là máy Trung Quốc thôi chứ không có máy xịn đâu. Nhưng nói chung là chất lượng tốt. Với thứ hai nữa là máy giữ gìn, máy nó đẹp thì bán được giá cao. Mặc dù là hàng Trung Quốc thôi vẫn bán được giá cao. Em dám bán với cái mức giá mà không cửa hàng nào dám nhập và bán. Đấy. Toàn chơi theo kiểu là mua thật rẻ xong là bán thật giá cao vào, thế thì chịu. Đấy. Bán hàng nó đúng với giá trị của sản phẩm. Ok các bác nhá, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.